Ta-da! Xin chào người anh em mới gia nhập ẩm thực Hải Phòng không lòng vòng, bún cá kinh khay, bún cá bún biển, bún cá thập cẩm, bún cá thu hào hạng, bún cá chả mực đặc biệt, super topping, lại còn được ăn kèm với rau trộn và măng cay miễn phí, được muối theo công thức riêng mà chỉ có tại kinh khay, thì chỉ có ngon hết nước chấm thôi mọi người ạ. Không phải bún cá cay như quý vị từng thưởng thức đâu. Tới kinh khay, quý vị sẽ được thưởng thức món cá được chế biến theo công thức từ vùng biển Đồ Sơn Hải Phòng xưa. Sau những chuyến ra khơi, người dân Hải Phòng đã khéo léo chế biến món ăn này, ăn cùng với các sản vật đánh bắt được. Nêm nếm trong nồi nước dùng là thứ nước mắm truyền thống của ngư dân vùng biển đã tạo ra hương vị đặc trưng. Nếu là số 2 thì không ai là chủ nhật cả. Vậy để thưởng thức những món hấp dẫn này thì phải đến đâu nhỉ? Xin thưa mời quý vị hãy đến với Kinh Khay, số 407 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng. Kinh Khay, tự hào mang đến hương vị chuẩn gốc Hải Phòng.